Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mình rất vui hôm nay mình lại có thời gian để mình lên đây mình chia sẻ cập nhật cái tình hình vườn của mình, cái cỡ trái tầm 25 cho tới 30 ngày thì mình làm những thứ gì. Thì thời gian vừa rồi thì mình khá là bận. Mình phải cắt cỏ, mình bỏ phân, rồi mình thổi lá cho sạch gốc để mình bỏ phân các thứ. Thì hôm nay mình xong và mình đã có thời gian rảnh rồi, mình lên đây mình lại chia sẻ, mình cập nhật cái tình hình vườn của mình cho quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng tham khảo. Thì hôm nay mình làm cái video này là mình có chia sẻ ba cái ý. Cái thứ nhất là giai đoạn trái 25 tới 30 ngày này thì mình thứ nhất là tưới nước như thế nào, cái thứ hai là mình bón phân gì, và cái thứ ba là ở trên trong trái đó là mình xịt thuốc gì và xịt như thế nào cho nó đạt hiệu quả. Thì thứ nhất là mình đi về nước tưới trước. Tưới nước giai đoạn này á, thì đối với sầu riêng ri và sầu riêng thái á, thì mình đối với sầu riêng ri á các bạn, thì mình tưới là cắt một ngày tưới một ngày, thì mình tưới khoảng một tiếng thì cây năm thứ 5, năm thứ 6 nó rơi vào khoảng 200 lít nước, cây năm thứ 10 nó rơi khoảng 400 lít nước. Còn đối với sầu riêng bón thon á các bạn, sầu riêng thái á, thì mình sẽ tưới ít hơn nha, mình sẽ tưới ít hơn khoảng 10 phút thì rơi vào đâu đó khoảng 108-109 lít á. Tại vì sầu riêng mõn thon á, nó chạy trái chậm hơn là thằng sầu riêng ri. Thu hoạch sầu riêng thái bao giờ nó cũng chậm hơn hết. Sầu riêng thái nó sẽ chậm hơn khoảng 20 ngày tuổi. Ví dụ như sầu riêng ri ở khu vực miền Đông Nam Bộ mình á, thu hoạch vào khoảng 100-110 ngày, thì sầu riêng mõn thon nó cũng phải rơi vào tầm 120-130 ngày mình mới thu được các bạn. Cho nên là sầu riêng mõn thon mình sẽ đi nước ít hơn, tại vì nó dài ngày hơn cho nên mình đi nước ít hơn nha các bạn. Trái của mình hôm nay mõn thon thì nó được khoảng 25 ngày, 25 cho tới 30 ngày. Nó đậu là coi như là rụng là cũng te tua tả tơi rồi, thì hôm nay là nó còn nhiêu đây nha các bạn. Cứ trung bình một cây năm thứ 5, năm thứ 6 này á, thì trên cây mình đếm nó còn khoảng ngoài 100 trái. Ngoài 100 trái như thế này. Thì mai mốt mình lấy cây năm thứ 5 này, cây này cây năm thứ 5 thì mình lấy khoảng cái chừng 50 trái thì quá tuyệt vời nha các bạn. Lấy được 50 trái là tuyệt vời nha. Rồi, đó thứ nhất về nước. Cái thứ hai ấy, là giai đoạn này là mình bón phân gì. Là mình bón phân 12, 12, 17 nha các bạn. Tại vì phân 12, 11, 18 dạo này nó đứt hàng rồi cho nên mình bón phân 12, 12, 17 nha. Là mình lấy chưa tan đó nè. Đó, mình cắt cỏ gốc, mình cắt cọt sạch cỏ gốc. Và mình đã thổi lá rồi đấy. Và cái giai đoạn này này các bạn, nếu như mà chúng ta đi được cái phân gà nở, nếu mà chúng ta đi được cái phân gà nở thì tốt quá các bạn. Giai đoạn trái 25 tới 30 ngày này mà mình bón phân gà nở, xong khoảng cái chừng 5 ngày sau mình đi phân 12, 12, 17 ấy, thì nó khá là tuyệt vời nha. Nhưng mà bởi vì đối với tùy vườn của mình ấy, thì mình đã chăm sóc từ đầu rồi. Vườn của mình là mình sau thu hoạch ấy, là mình đã cho đi phân gà nở, mình đi hữu cơ rất là mạnh rồi. Cho nên cây của mình rất là lực. Thế cho nên là giai đoạn này là mình không đi phân gà nở các bạn. Đấy, cái dàn cây của mình nó như thế này thì mình không cần đi phân gà nở nữa. Bởi vì sau thu hoạch ấy, là mình chăm khá kỹ. Cây nó rất là lực và khỏe. Thấy cây này cây ri 6 nè, rất là lực và khỏe. Cho nên là đúng như cái câu ấy, là sướng khổ lúc đầu và sướng lúc sau á các bạn. Thì ban đầu mình chăm bón nó sau thu hoạch, mình đi ba cây lá rồi mình kéo đọt rồi các thứ, mình chăm mình đi nền hữu cơ rất là mạnh. Đó. Một lần mình bỏ phân gà nở nó phải gần 20 triệu các bạn, nó nhiều lắm. Cho nên là giai đoạn này á, các bạn nào nếu mà tùy vườn, nếu mà vườn của các bạn mà cây nó không được khỏe, không được lực á, thì các bạn nên bỏ phân gà nở. Rồi sau đó là để cho nó tạo một cái nền hữu cơ, xong sau đó mình sẽ đi phân hữu cơ. Còn vườn của các bạn nào mà nó đã khỏe rồi đấy, cây nó đã lực rồi đấy, thì mình giai đoạn này thì mình sẽ chăm nó sẽ tiết kiệm hơn, là mình không cần phải đi phân gà nở. Thì mình chỉ cần đi phân 12, 12, 17 thôi các bạn. Này 12, 12, 17 hoặc là 12, 11, 18. Cữ này là cữ 25 tới 30 ngày, thì cữ này là cữ mình bón phân 12, 12, 17 lần cuối cùng nha các bạn. Chuẩn bị mình chuyển sang 3 số nha. Hết cữ này là khoảng 10 ngày nữa là mình sẽ chuyển sang 3 số nha. Mình sẽ chuyển sang 3 số của Zara, hoặc là 3 số của con cò xanh đó các bạn.
thì mình đi như thế cho tới khi thu hoạch luôn. Tại vì trái của mình thì mình không có đi, không có đi 20-10, tại mẫu trái của mình á, là cái mẫu trái là tròn dài nha các bạn, cho nên là bây giờ mình đi phân ba số đều luôn. Đó. Cái này hôm nay của mình nó rất là xanh nè, đấy là đi phân nha. Nguyên cái cành này của mình thì cành thấp này, cành thấp này còn được 6 trái này các bạn. 6 trái này mới mốt thì không biết là lấy được bao nhiêu trái nữa, thì nó còn rụng đó, chứ không phải không đâu. Nó còn rụng cho tới khoảng cái chừng ri mà hết rụng á là khoảng cái chừng 7 lạng là coi như là dứt điểm nha các bạn. Còn sầu riêng món thong là phải ngoài 1 kg thì mới yên tâm được. Nó như cành này của mình là còn là 2 4 6 8 10 12 đó. Cành này còn 12 trái, cành thấp á. Cành thấp này còn 12 trái nè. Đó. Hôm rồi trái của mình nó đỏ gai các bạn. Hôm nay trái nó xanh lại rồi. Thì đây là cái cách mà mình làm cho trái xanh lại này các bạn. Thường á, cái trái mà khoảng tầm 20 ngày ấy, nó sẽ đỏ. Nó đỏ thì nó đậu sẽ tốt hơn nha. Cái gai của nó không phải đỏ đâu mà nó vàng vàng á. Nó hơi vàng vàng á. Thì cái lúc đó nếu mà gai của mình nó vàng vàng thì nó sẽ đậu rất là tốt. Đậu rất là sai luôn nha. Còn giai đoạn này bắt đầu là mình sẽ chỉnh lại cái thuốc của mình giai đoạn này là mình xịt á, xịt thuốc là mình không xịt bo nữa, mình bỏ bo nha, mình chuyển sang canxi. Chủ yếu giai đoạn này là mình sẽ chuyển sang canxi và amino. Muốn xanh á thì mình sẽ xịt canxi cộng amino và cộng với lại siêu vi lượng các bạn. Vi lượng á thì nó làm cho xanh nha. Mình chuyển sang siêu vi lượng mình xịt. Cành này còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Đấy, nguyên cái cành, nguyên cái cành này này. Còn được 23 trái này các bạn. Đó, nguyên cái cành này, này, một cành thôi nha. 23 trái. Thì cái bộ amino á thì mình lưu ý nè. Cái giai đoạn này đáng lẽ ra là mình cũng chưa xịt amino đâu. Cái giai đoạn tầm 25 cho tới 30 ngày này thì mình cũng chưa vô amino đâu, nhưng mà mình tại vì mình để nhiều trái á, cho nên mình vô amino sớm. Nhưng mà vô amino á, mình mà xịt amino nha, là cái giai đoạn này á là mình phải xịt liều loãng ra nha các bạn. Ví dụ một chai amino 500ml thì mình pha, thay vì liều lượng đúng á, là pha cho 2 phi, cho 2 phi là có nghĩa là 400 lít nước. Nhưng mà cái amino giai đoạn này á, nếu mà mình xịt á thì mình sẽ xịt một chai amino 500ml mình sẽ pha cho 4 phi nha các bạn, là tương đương với 800 lít nước á. Mình sẽ phải pha loãng ra và mình xịt 5 ngày một lần. Mình xịt 5 ngày một lần nha các bạn. Mình phải xịt 5 ngày một lần thì mình mới lấy được một cây khoảng 100 trái. Khoảng đó thôi. Đó, một cây như thế này là mình mới lấy được, giữ được khoảng 100 trái nha. Chứ còn nếu mà mình mà để 7 ngày hoặc 10 ngày là dinh dưỡng nó hụt ghê lắm. Nó sẽ rụng rất là nhiều, mình sẽ không lấy được 100 trái. Này nó đậu tốt các bạn. Trên cây mà cái giai đoạn này mình có đếm thử ấy, thì một cây nó đâu đó nó cứ rơi vào khoảng 170 trái, nó còn 170 trái cho tới 260 trái. Ở cái cây nhiều nhất của mình mà cái cây mà gọi là xa nhất ấy, thì nó còn khoảng 350 trái. Đó, trái bé như vậy nè. Thì bây giờ mình muốn giữ được thì đây là cái cách của mình, thì mình làm sao mình chia sẻ thôi các bạn. Mình chia sẻ cách làm của mình, nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn cứ làm theo thôi, áp dụng. Mình không xịt amino đúng liều mà mình xịt amino loãng liều, một chai cho 4 phi nhưng mình xịt nhiều ngày, mình xịt 5 ngày một lần. Đó, cứ 5 ngày mình sẽ xịt amino một lần nhưng mà mình pha loãng nha các bạn. Nhớ là pha loãng nha. Nếu các bạn lạm dụng amino xịt từ sớm mà các bạn xịt liều cao đó, là nó sẽ bị nứt cuống nha các bạn. Nứt cuống và nó sẽ phì, nứt hết cuống luôn. Thì một trong những nguyên nhân mà làm cho nứt cuống á, đó chính là mình xịt amino sai cách đó các bạn. Đó, mình xịt amino sai cách á, thì cái cuống này của mình nè, nó sẽ bị nứt ra nha các bạn. Nó sẽ bị nứt tét ra luôn á. Đó, chứ không phải là mình xịt amino nhiều là không có hại đâu nha các bạn. Cái gì mà quá liều là nó cũng có tác hại của nó nha. Đó, thì cái cách làm của mình đấy, như cái cây này là trên cây này của mình còn khoảng có chừng 270 trái nè. Đó, khoảng 270 trái. Nó còn nhiều lắm. Đó, trái này trái khoảng 25 tới 30 ngày nè. Đó, các bạn nhìn nè.
Đấy, cũng tại vì cũng có nhiều người, cũng có nhiều cô chú hỏi mình là vì sao mà cái gai nó bị nứt. Đấy, là thứ nhất là mình đi đạm quá sớm. Mình đi phân 20-10 đó các bạn. Mình đi quá sớm cho nên là nó bị dư đạm, là nó nứt cuống. Mà trong amino á, amino bao giờ nó không có đạm hết. Nó có một lượng đạm rất là nhiều. Cho nên là xịt amino từ sớm thì mình xịt liều cao, mà mình xịt nhiều á là nó sẽ bị nứt cuống nha. Mình có cây này ra sớm nè. Đó, mình có một cái cây này nó ra sớm nè, cổ sớm nè. Cổ sớm này, cây này của mình thì lâu đó nó, nếu mà lớn hết thì đâu đó còn được khoảng 2 tạ nha các bạn. Cây này của mình là năm thứ 8 nè. Thì khoảng 2 tạ. Nó còn cổ sau nữa. Cái này là cổ ra trước nè. Đó là cái ba cái mà mình hiện tại mình đang làm. Thì thứ nhất là tưới nước, cái thứ hai là bón phân, cái thứ ba là xịt. Đó. Thì giai đoạn này là mình đã cắt cỏ nè các bạn, hôm bữa cỏ nhiều lắm, mình cắt sạch gốc thôi nha. Mình cắt sạch từ gốc ra tới tán lá để mình bỏ phân á. Mình tưới nó cũng chưa tan hết nữa nè. Đây là phân 12, 12, 17 nè. Mình tưới thứ bét đó, nó cũng chưa tan hết nữa. Tan được khoảng chừng 80% mà. Ngày mai mình lại tưới nữa thì chắc là nó tan gần hết đó các bạn. Đây là cái cây này, là cái cây mà hôm bữa cũng có một anh vô video của mình á, là mình nói là dìu đọt bằng 7544 á. Anh bảo là mình không biết gì, chắc chắn là sẽ bị rụng hết, không còn quả nào. Nói mình là tào lao. Thì hôm nay nếu mà anh có coi video này thì mình cũng cập nhật cái cây này cho anh xem nè. Lá là nó còn tỷ lệ này, là cái tỷ lệ nó rất là ít nha. Bên trên thì nó cũng tương đối là già hết rồi. Thì nay mình quay trái cho các bạn xem nè. Thì nó có rụng hết không nha. Thì đây trái của mình đây này. Nay nó đậu tốt không các bạn? Đậu sai lắm. Đây nè. Đấy, đó. Thì mình làm như thế nào thì mình chia sẻ như vậy nha các bạn. Tại vì cũng có thể là anh chưa làm như vậy bao giờ, cho nên anh cũng không biết. Thì mình thì luôn luôn trên một tinh thần là học hỏi nha các bạn. Thì mình có gì hay thì mình chia sẻ, hoặc là mình cũng vẫn luôn học hỏi, mình vẫn luôn trau dồi nha. Mình đi đây đi đó, mình đi hết vườn của cô chú này, cô chú kia, anh chị này, anh chị kia để mình học hỏi nhá. Mình học hỏi để mình nâng cao cái kỹ thuật của mình lên đó các bạn. Tại vì mỗi một người á sẽ có một cái rất là hay. Sẽ có một cái rất là hay để mình học hỏi. Chứ mình sinh ra đâu có phải hay sẽ giỏi ngay đâu các bạn. Mình phải luôn trên một cái tinh thần là học hỏi. Đây. Cây này của mình thì bói. Cây này thì năm nay thì cũng thu chín rồi. Năm ngoái bói cũng được hai mấy trái các bạn. Năm ngoái bói thì năm nay thì chắc thu được cây này chắc được tạ rưỡi. Này cũng không biết đâu các bạn. Nếu tại vì mình đếm trên cây thì nó còn đâu đó khoảng 100 trái. 100 trái bé nè. Thì tới lúc đậu thì mình cũng không biết là còn nhiêu. Nhưng mà khi mà trái mà nó lớn được tới như vậy rồi thì yên tâm nha các bạn. Tỷ lệ đậu rất là cao nha. Đó đây nè, như cái này nè các bạn. Mình để bông á, mình cũng lưu ý nè. Hôm trước á, cái đợt mà làm bông á, mình để đây là một chùm, hai chùm, ba chùm, bốn chùm bông. Thấy giờ thì mỗi một chùm như vậy á, nó chỉ tự nó so đi, nó còn lại dính được một trái nè. Dính lại còn được hai trái nè. Đó, xong chùm này cũng dính được hai trái nè. Chùm này dính được một trái nè. Thì cái cành này nó bé như vậy thì mình chỉ lấy được khoảng hai trái thôi các bạn. Tại vì mình ăn nhiều nó sẽ chết cái cành này đi. Đấy. Thì hiện tại là nó còn 2, 4, 6 trái. Thì 6 trái này mai mốt nếu mà nó đậu được 3 trái thì mình lấy 3 trái. Còn nếu đậu được 2 trái thì mình lấy 2 trái các bạn. Nhưng mà trái lớn như vậy rồi thì cái tỷ lệ dính rất là cao nha. Này, như thấp này cũng vậy nè các bạn. Đây một chùm bông à. Một chùm bông này là mình chưa tỉa nha. Nó tự rụng à. Đấy, nó tự rụng nó sẽ dính lại một trái này. Trái khỏe nhất này. Trái nào khỏe nhất thì sẽ dính lại nhé. Đây, mình quay lên trên cao cho các bạn xem nè. Nhiều lắm các bạn. Thì vào cái giai đoạn này á mà cây mà nó cứ còn khoảng cái chừng ở trên cây mà cái giai đoạn là giai đoạn tầm 25 ngày nè.
Giai đoạn này thì khoảng 35 ngày nè, 30 ngày nè. Đó, 30 ngày. Nó hơi méo méo chút, mai mốt mình nung nó ra nó vẫn được nha các bạn. Thì đâu đó nó cứ rơi vào khoảng cái chừng, nếu mà mình lấy một cây mà mình lấy khoảng 50 trái đi, thì bây giờ trên cây mình còn khoảng 100 trái. À, khoảng 25-30 ngày mình còn 100 trái. Thì mình cho nó rụng bớt đi thì mai này sẽ còn khoảng được 50 trái hoặc là 45 trái gì đó nha các bạn. Còn cây nào mà mình lấy nhiều hơn, mình lấy khoảng mình muốn lấy cho nó khoảng 100 trái thì giai đoạn này là mình phải còn 200 trái trên cây. À, cho tới 250 trái gì đó thì mai này nó sẽ rụng bớt đi thì mình mới còn được giữ được 100 trái. Thì cái cách mà mình giữ đó thì thứ nhất là tưới, thứ hai là mình bỏ phân giai đoạn này là 12-12-17 để cho nó đậu tiếp nha các bạn. Còn tiếp theo nữa là xịt thuốc thì cái cách của mình để giữ được trái này thì mình xịt amino nhé. Amino á, giai đoạn này là mình sẽ cung cấp dinh dưỡng cho nó để cho nó không có rụng. Tại vì bây giờ á, là dinh dưỡng của nó là nó hút mạnh lắm các bạn. Nó hút dinh dưỡng ghê lắm nha. Rút ghê lắm á. Cho nên là 5 ngày mình cấp một lần nha, chứ không có để ra 7 ngày hoặc là xa hơn đâu nha. Mình xịt liều lãng và mình xịt liên tục thì trái nó mới giữ lại được, nó mới đỡ rụng. Chứ không mà giai đoạn này là giai đoạn tới nữa nó hụt là nó sẽ rụng rất là ghê, đặc biệt với đối với sầu riêng Thái này nè. Hỗn thon là nó sẽ rụng rất là ghê nha các bạn. Cho nên là mình cố gắng mình đừng để cho nó hụt dinh dưỡng. Mình có một cái cây sầu riêng ri, cây đó thì năm nay là 12 năm rồi. Thì có cái năm những cây khác thì cũng đa số là 100 trái hết, nhưng mà riêng có cây đó thì nó lực á. Cho nên là như là năm thứ 10 á là mình lấy được 120 trái. Xong rồi nhưng mà năm 11 thì mình lấy được có 110 trái thôi. Nhưng mà năm nay rất là khả quan các bạn. Có thể là mình sẽ lấy được hơn 120 trái. Bởi vì năm nay á mình thấy cái tới thời điểm hiện tại thì cái khả năng nó đậu được quá tốt nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây mình làm sạch góc hết rồi nè. Đó, để mình bỏ phân á, mình cắt cỏ nó ra rìa nè. Thấy ra rìa tán lá nè. Thấy không? Đó, mình cứ cắt cỏ ra rìa vậy nè. Xong mình thổi lá đi. Thổi lá bằng máy nha. Mình lấy máy thổi mình thổi nhá. Đó, mình cứ cắt cỏ vậy nè, mình để nè. Đây là cái cây mà mình lấy được cái năm thứ 12 nè, là cây mình lấy được nhiều đây nè. Bây giờ tới thời điểm này á, trên cây này nó còn tới hơn 350 trái các bạn. Khoảng 350 mấy, 6 mấy á. Nhiều lắm luôn á. Cho nên là năm nay là rất là cây này rất là khả quan nha. Bởi vì trái này hiện tại bây giờ nó là 25-30 ngày rồi. Giai đoạn này thì nó gai nó hơi vàng nha các bạn. Gai nó hơi vàng không sao, mình xịt amino với lại siêu vi lượng ấy là tự nhiên nó sẽ săn lại. Nó sẽ săn lại là nó sẽ động tốt. Động sai. Một cành nó cứ còn tầm hai mấy trái không à. Đây là cành thấp nhất đây nè. Đó, cành thấp nhất luôn nha. Đó. Mình quay một số cây cho cô chú anh chị mình xem, các bạn mình xem nữa rồi mình kết thúc video. Mình quay chút nữa nha. Còn cây đây mình có cho cây này mình cũng khá là sai nè. À đâu, từ cây bói năm đầu. Cây này cây bói năm đầu, cây năm thứ 3 này. Mình thử nghiệm á, mình ép cho nó ra bông á các bạn. Xem là như thế nào thì mình thấy là năm thứ 3 mà ra trái cũng ghê lắm nha. Đây nè, cây này nó bé lắm. Nó bé lắm mà nhìn này, cái cành nó cũng đâu to đâu. Năm thứ 3 ấy mà nó đậu nè. Ghê không các bạn? Ôi trời ơi nè. Đây cái năm thứ 3 nha các bạn. Rồi cái năm thứ 5 luôn. Để mình quay tình hình, cập nhật tình hình cho các bạn xem. Đó, sầu riêng mõn thon nhá. Nói chung là giai đoạn này trên cây thì cứ còn khoảng có chừng 170-200. Cây nào bèo bèo thì cũng tầm 100 trái. Dạ, đó. Đó thì mình làm như thế nào thì mình chia sẻ lại cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình làm như vậy.
để ít nhiều gì thì cô chú anh chị và các bạn mình học hỏi, mình tham khảo, mình tham khảo cái cách làm của mình, thì mình làm mình cảm thấy là mình làm như vậy nó đạt thì mình chia sẻ lại để một phần nào đó giúp cô chú anh chị các bạn mình làm sầu riêng nó có sản lượng hơn nhá. À, cành này nó thấp như vậy nè, và nó còn nè, đó đã không? Đấy, cứ một chùm bông à, rụng à, rụng bỏ. À, một chùm bông nó còn lại được trái khỏe nè, hai ba trái, cứ chùm bông nó còn hai ba trái, cái đó là tới ngoài kia, 2, 4, 6, 8, 10, 12 đó, cuối cùng nó còn 12 trái. Cái cành này của mình là thấp sát đất luôn nha, cây này cũng 12 năm nè, nhưng mà năm ngoái ấy, là nó đậu được một trái đây nè các bạn. À, năm ngoái nó được một trái đây nè, tròn to luôn nha, sát đất luôn. Thì mình không hiểu tại sao lại như vậy, cành to sát đất luôn mà nó vẫn đậu, mình không hiểu tại sao nha. Cũng có thể là cái cây nó khỏe ấy, thì nó đậu chắc vậy. Chứ trên cái cây sầu riêng thì mình cũng không biết được là cái sinh lý của nó làm sao các bạn, nó muốn đậu được ở đâu nó đậu nha. Đó, nó còn sai không? Nó đậu từ trong ra ngoài luôn nhá. Đây nào. Rồi thì mình cập nhật tình hình vườn của mình như vậy cho tất cả cô chú anh chị mình các bạn mình xem, mình tham khảo. Thôi mình cũng sẽ dừng video ở đây và hẹn cô chú anh chị và các bạn mình ở một chia sẻ khác nhé. Nếu mà cô chú anh chị mà và các bạn mình thấy những chia sẻ của mình hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để mình ra video thì mọi người không bỏ lỡ video của mình, và cho mình một chia sẻ để cho mọi người cùng biết và cùng tham khảo nha các bạn. Thôi mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn mình nhé. Bye bye.